chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay Long trở về huyện Con Cuông để thực hiện một chương trình, đó là ghi lại một số hình ảnh về vẻ đẹp bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở khu vực miền Tây. Đây là người đẹp của huyện. Đây là một trong những gian hàng về ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái nha các bạn. Xin chào các chị nha. Ai là chị chủ quán ở đấy, chủ gian hàng đấy? À chị đấy hả? Chị có thể giới thiệu quá cho quý khán giả biết được về cái gian hàng của mình không? Đây là món gì đấy chị? Là thịt rang. Thịt bò rang hả chị? Thịt bò rang, lợn rang. À. Cái bò rang này thì mình bán như thế nào đấy chị? Tìm đến rưỡi cân. À, là cái này về mình có phải mình có thể hấp hoặc là nướng lên là sẽ. Rồi lúc đó là sẽ là ăn. À. Còn đấy là cái này là thịt bò sẽ ăn bò được luôn. À, ăn với cơm hả? Ăn từ nói tức tức là mình ăn chơi cũng được. Ăn chơi cũng được. Làm mua uống nhiều biết. Tức là vào dịp Tết này mà mua cái này thì về là có khách thử là nó tiền đúng không? Đúng rồi. Cái này là ăn trực tiếp luôn á. Cái này là ăn trực tiếp. Đấy là thịt lợn xẻ. À dạ. Để thử. Đây thịt lợn xẻ hả? Dạ. Cái này là ăn trực tiếp luôn, ngon lắm. Thịt luôn. À. Có thử. Có lại thử nhá. Dạ, một chút xíu nữa đây cô nếu là. Đây là xuyên. Nhưng một gói như thế này là 5 lượng hay bao nhiêu? Một gói này như thế này là 5 lượng. 5 lượng, 5 lượng bao tiền gì? 5 lượng là 280.000 một cân. À đấy. 280. Dạ. Giá hàng mình là của xã nào chị? Đấy của xã Lục Già. À, Lục Già hả? Dạ. Ở xã. Cháu ca này là cùng của trường hả? Trường tiểu học Lục Già đấy. Của công đoàn tình trường học kéo tay ơi. Công đoàn tình làm đấy các bạn này. Công đoàn tình làm đây một trong những các sản phẩm này thật tuyệt vời. Gà luộc không nó sẽ luộc lên nó tẩm gia vị nên là cái này là mình tự làm hay là tự làm. À, mình cũng tự làm lại luôn. Dạ. Toàn bộ là tự làm. Toàn bộ là tự làm hết đấy. Ở đây là mình tự làm ở cái này. Dạ. Có lên cái cá. Dạ. Còn trứng vịt này cũng là của núi luôn đó. Vịt nhau đông của, luôn đó. Vịt đông của trống bần xăng rồi đó. Rồi em xin chào các chị nha. Chúc các chị bán bát hàng nha. Và bây giờ Long sẽ di chuyển sáng các chị gián hàng khẳng. Hiện tại bây giờ là khách đứng rất đông rồi. Mình không xâm nhập được vào được. Mình sẽ vào đây ghi lại một cái hình ảnh này của tất cả các chị này. Long sẽ đi vào trực tiếp các gian hàng nha các bạn. Và đây là một trong những các gian hàng của quê hướng, đó là quê hướng Con Cuông. Đây là một trong những các sản phẩm đẹp nhất và sạch. Nếp cẩm là 70. Nếp cẩm nhỏ 70. Dạ, dạ, 70. Dạ. À dạ. Đây dạ ha. Chưa xong anh. Chưa xong à? Thấy nó 70 đến 55 như này. Rồi bây giờ gian hàng này chưa xong, nó sẽ di chuyển cả gian hàng khác nha các bạn. À, một bình chuẩn á hả? À, cũng hơi xá rồi. Bình chuẩn đi có món hình như thịt muối không? Đấy là món thịt chua anh ạ, đấy là món thịt chua. Đấy là thịt cắt bếp. Thịt chua là cái thịt chua ở trong ống nhựa. Thịt chua, thịt chua như thế này thì một ống như thế này bao tiền? Này. À? Con ở đấy là số lượng ống như thế này thì ống gì đấy? Đấy là ống dứa muối ở trong ống nữa. Dứa muối. Dạ, dứa muối, dứa cành muối. Cái thì nó lợn răng này coi răng. Đấy là lợn răng ạ, lợn răng. Lợn răng bao nhiêu tiền một cân? Dạ, 5 cân. Có mắc khớ đấy. Hả? Ngon không anh? Ngon. Ngon. Đấy, đấy là vị khách đang đến nếm thử và để sẽ mua những cái sản phẩm của đồng bào dân tộc. Thịt chúa bao nhiêu tiền một đồng? Cái này có phải cầm không? Cái này có phải cầm không? Thịt tiệp luôn. Thịt chúa. Anh vừa mới là cửa bánh nào đó.
thấy hơi. Có cái món bên này là món này. Đây là món thịt trấu. Thịt trấu bạc biệt. Trấu bạc biệt có thịt trấu của mình, thịt trấu hả? Trấu ở trên rừng á. Đây là một trong những cái món đặc sản của đồng bào dân tộc Thái thuộc xã Bình Chuẩn đó nha. Lấy ủng hộ cho cả kỳ đi anh. Rồi à, em chào cả kỳ nha. Em di chuyển sang ở bên này ấy. Đây con bây giờ. Bây giờ Long sẽ di chuyển sang ở bên này cho tất cả các bạn nha. Tức là với gian hàng này là cũng sẽ có những sản phẩm đó là lườn rang, rang lập sơn, không phải là xương ngoài đấu. Mình là địa phương nào vậy chị? À dạ. Dạ. Và ở bên này là sẽ có những cái sản phẩm đó là các văn hóa dân tộc đấy, như thổ cẩm của đấy và thịt cẩm chiêu. Tại bây giờ mà nói là số lượng khách trở về đấy rất là đông tập phần. 2023 sẽ diễn ra. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn tập trung tại sân văn hóa dân tộc huyện Con Cuông để chương trình nào, bây giờ Long sẽ chuyển sang gian hàng bên này, đó là gian hàng của xã Kim Khê, đúng không? Đây là gian hàng của xã Kim Khê. Đó, anh Khê đứng tắt đây. Đó, bạn hả? Cái gian hàng của xã đây thì là có rất là phong phú về các mặt hàng các đây đó. Số lượng người ở đây là đông, Long không thể tiếp cận được, Long sẽ di chuyển tới các gian hàng khác nhé. Đây là một trong những gian hàng về thổ cẩm cũng như là sản phẩm của đồng bào dân tộc Thái. Để cái bàn đấy cũng có sẽ có bên trong. Kính thưa quý vị, trong quá trình diễn ra ngày hội công nhân viên chức lao động chào xuân Quý Mão năm 2023, để tạo sự tin cậy cho ngày hội, công nhân viên đến từ ra nào? Do đoàn viên chuẩn bị. Đây xin mời các bạn con gà gì? Đây là cầm nam. Con này đã ổn chứ gì? Sân hàng số 1 Bồng Khê, Chi Khê, Thị Trấn. Đây là cầm gà. Cầm gà của công đoàn đưa ra đấy. Tức là cầm gà này là gà cỏ, gà cầm lên đấy. Trứng nê như thế này thì bản bao nhiêu chị? Cam Lâm, Lạc Khê. Trứng gà bản bao nhiêu? Số 6. Cho các ai có nhu cầu thì hơi nhỏ ơi. Trứng có đứa nhỏ. Trứng có nhỏ. Có nhỏ là cái tiêu. Được trưng bày bởi các sản phẩm từ chính công nhân viên chức lao động đoàn viên công đoàn sản xuất và chế biến. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng các đồng chí và các bạn chúng ta tham quan. Đây là chị chủ quán nha. Và bây giờ Long sẽ di chuyển sang ở bên này giới thiệu tất cả các cái gian hàng cho các bạn biết luôn nha các bạn. Đây là một trong những các sản phẩm về cà gai leo cũng như là một số thảo dược. Chị đến với gian hàng đưa giới thiệu những sản phẩm gì hả chị? Đây là gian hàng của công ty dân được sinh mạng, các sản phẩm cà gai leo, dây thiết cánh, chảo cổ lám. Sản phẩm cà gai leo thì giải độc giá. Tiểu đường mỡ màu. Đây là sản phẩm túi lọc của dùng trong những người bị tiểu đường đấy. Tiểu đường mỡ màu. Một sản phẩm này thì không có là cái túi lọc, ra hoa tán, hoa táo, mỗi loại đều có giá khác nhau. Ra túi lọc thì có giá 50.000, 90.000, hai loại khác nhau. Cáo thì có cái giá 450.000 đồng giá. Còn có cái dạng dạo của lám cho những người bị huyết áp cao. Dành cho người cao huyết áp đấy. Đấy. À.
hẹn gặp bạn. Như vậy được khách hàng ở xã mà muốn mua đặt hàng thì chị có quý khách hàng biết số điện thoại của chị ấy. Đến họ là đến nhà chị là có sẽ có là website sẽ được điều khu mạch chấm con và lấy nó có thể mua được và không phải ra được điều kiến thiết của bạn. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Để em tới các gian hàng khác nha. Và bây giờ Long sẽ di chuyển tới một gian hàng khác nhé. Long sẽ tiếp cận gian hàng và chủ gian hàng như thế nào. Xin chào các chị nhé. Các chị là của xã nào, địa phương nào để nào? Đây là Thạch Nga. À, Thạch Nga là gì? À thế ạ. Là của mình là đưa những sản phẩm gì đến để giới thiệu và trưng bày bản gì? À, đến bây giờ có mắm, mắm khô, có dưng. Con này là chữ ổm này chị ơi. Dạ, đấy là ổm rồi, con này là chữ ạ. À, cái này là ổm rồi. Bây anh từng tức ạ. À, dạ. Và đấy là rau dũ chưng ạ. Đấy là rau dũ, đúng không? Dạ. Rau dũ này thì thường ở trong dạ, mình thì là làm chế biến món gì à chị? Dạ, con này em thường làm nồm hoặc làm sao ấy. Còn thủy gian bên này thì của xã nào? Hai bà con ra. Ủa, chào hai ông chào. À, hai ông chào hả? Có thịt cua đâu mà hai. Và đây là một trong những cái sản phẩm mấy trái đan. Của ta là từ đơn vị nào về ba? Của bản nào? À, của xã nào ba? Bản Nứa. À, bản Nứa hả? À, bản Nứa có những cái đặc sản này này các bạn. Một trong những cái sản phẩm về mấy trái đan. Nhìn có thể nói là rất đẹp mắt. Giờ bảng đã điểm, chương trình tiếp xúc về tích của đoàn viên công đoàn. Bây giờ Long sẽ di chuyển từ đá ra ghi lại một số hình ảnh về bản sắc văn hóa dân tộc cũng như là một số chương trình đó là vui văn nghệ nha các bạn. Đây gian hàng cháu khí hả? À. Xin chào anh gì? Anh gì đẹp trai? Cho em quay gian hàng. Đây cái con này bỏ đâu? Đây có thể là một trong những đặc sản của cháu khí đây các bạn. Đó là sen này. Sen. Đô mì nghề này, đô mì nghề này. Đô mì nghề. Đô mì nghề đẹp chưa? Ừ, các bạn nhìn này, đô mì nghề này làm bằng gì đây chị? Cảm trái không? Cảm trái. Ừ. Đây đây nó sẽ quay lại gần cho các bạn xem cái đô mì nghề cảm trái. Hiện tại bên kia là bên mình nó cảm trái. Có những cái bình này. Có thể nói là rất đặc biệt luôn các bạn. Đấy, đây là một trong những cái gọi là đô mì nghề. Đô này thì ai làm anh? Cho làm luôn hả? Làm ăn làm à, à. Cái này. Kéo té hay. Mày cái đó đây. Các bạn. Nghe nhấn cháu khế làm đó. À dạ. Còn đây là mọc này, món ăn của đồng bào dân tộc Thẳng đây các bạn. Ở lưới bên này là đuổi xe, cũng với là một số trang phục của đồng bào. Xin hân hoan chào đón quý vị đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Chuẩn. Vâng, xin trân trọng kính mời được các đồng chí có trong danh sách chúng ta. Kính mời các đồng chí lên trao quà Tết cho các... Này, chị có đại ngại không? Chị có mấy khổng nữa đó, con giả giải là... Rồi. Khổng nữa. Nhìn đi, bỏ ho, cặp con bán nhỏ đấy. Đẹp chút nát, xe lưng là thật đấy. Rồi. Mà kín mà mát, khủng khô máu bán mương. Để bên khen thử, chú con đừng lại nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn.